diện của Hồng Nguyên, Mẹ Vân, Bác Sĩ Thành, Trang Cô Dâu, Diệu Ly đến với sân khấu Hạnh Phúc của Hải Quan. Và kính quý vị, để có một chương trình đại lễ vô tư thành công tốt đẹp cũng không thể không kể tới một bạn trưởng đoàn thay mặt cho hai bên gia đình tiến lên sân khấu đại diện cho hai bên gia tộc có những lời phát biểu, có những lời chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể của chúng ta và cùng với ekip làm chương trình long trọng đến với chương trình đại lễ phù quỳ. Xin mời sự hiện diện của bác trưởng đoàn thay mặt cho hai bên gia đình tiến lên sân khấu để cùng với ekip làm chương trình của chúng tôi long trọng có những lời phát biểu chúc mừng hạnh phúc và đặc biệt hơn là có những lời cảm ơn sự hiện diện của quý vị quý đồng nhiên chào đón sự hiện diện của bác trưởng đoàn thay mặt cho hai bên gia tộc. Thưa quý vị, hôm nay xung họp trước mai tìm trong một khắc nghĩa dài trăm năm và hôm nay tứ hải giao tình đi dạo bốn biển như chung một nhà. Sự hiện diện của các cụ các ông các bà, sự hiện diện của quý vị khách quý, quý vị đoàn khách đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày mà cặp đôi hạnh phúc của chúng tôi được sự công nhận của chính quyền địa phương, mối tình thông gia của hai bên gia đình và đặc biệt là đón nhận sự chúc phúc của quý vị. Chúng tôi xin phát được long trọng tuyên bố hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2023, tức ngày 10 tháng 11 năm Quý Mão tại sân khấu của gia đình nhà gái tôi. Chương trình đại lễ vô quy chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn quý vị để chúng ta cùng long trọng đến với chương trình đại lễ vô quy. Chào vỗ tay thật lớn quý vị và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu trân trọng kính mời sự hiện diện của bác trưởng đoàn thay mặt cho hai bên gia đình có những lời phát biểu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác có những lời phát biểu trong chương trình đại lễ phục quy.